Tiếp tục hành trình tóm tắt lại lịch sử lên cao thủ đầy gian nan và nghị lực của TNG nhá. Và coi xem lịch sử Rao Đanh của bạn có giống TNG không. TNG rất là chia sẻ bởi Rao Đanh đơn mà, gặp đủ chuyện hay ho và thú vị luôn. Hãy chia sẻ dưới video hành trình của bạn nhá. Elsu, lên nhiều tài khoản Elsu Dead ơi. Đơn giản, mời anh em lên thẳng sub Elsu nhiều lắm anh em ơi, chọn thoải mái đi. Và nhớ là đang giảm giá đấy, chốt liền tay đi. Nhớ nhập mã tháng 10 đó. Sứ giả tận thế, chấn thiên phi hồ, chiến bình bóng tối, link sub và link nhân viên hỗ trợ TNG để ở phần bình luận phục vụ cho anh em. Trở lại hành trình Rao Đanh cao thủ của TNG nào. Đáng ra clip này phải gửi tới cho anh em từ 7 ngày trước cơ, nhưng mà bận quá anh em ạ. TNG phải tự tay edit rồi ghi âm các kiểu, thời gian mất quá nhiều thời gian. Nhiều anh em còn comment vui bảo là ép thuê người edit đi. Ôi dồi ôi anh em ơi, lượng view bây giờ chỉ làm vì đam mê thôi. Thuê người ta về thì cho người ta cạp đất à. Trận 2, vừa vào trận gặp ngay anh Phần Lo Liều. Cứ tưởng mình là chất tướng hơn để mà oánh TNG cơ. Xử đẹp ngay anh em nhá. Nhưng mà phải công nhận là thanh niên này cũng vừa biên múa mà máu điều cũng phải dạng vừa, không kém cạnh TNG chút nào đâu. Cầm Zuka mà không win, nó phí chất tướng anh em nhỏ. 5 sao rồi anh em ơi. Trận 3, đây là trận quyết định lên cao thủ anh em ơi. Thành ra TNG lại tiếp tục cầm vị tướng Zuka. Con này hơi bị uy tín luôn anh em. Ở đoạn đầu game đúng là kiểu đè đầu cưới cổ con nhà người ta ra mà đánh. Mặc dù đồng đội tôi đánh cũng rất là hay, nhưng mà khổ quá, chỉ vì một con xe ra thôi, đồng đội quá là bất chấp, thành ra mất luôn cả trận đấu. Cái tình huống này TNG tin rằng anh em đi đánh gặp rất là nhiều, đặc biệt là các trận lên những cái mốc quan trọng, ví dụ là lên cao thủ hoặc là lên chiến tướng. Chuẩn không? Anh em nào gặp như TNG, chia sẻ dưới bình luận đi. Trận 4, đây là một trận đấu gây áp lực từ đoạn đầu, nhưng rất tiếc là anh Kera có vẻ hơi lỏ. Thành ra là mặc dù có lợi thế quá trời, nhưng mà sau đấy thì sao nhỉ anh em? Kết quả như định trước. Thật là may mắn khi mà chúng ta lại MVP bại xuất sắc, nên không hề bị trừ sao các bạn nhá. Vậy nên hãy cố gắng lên. Trận 5, gặp ngay cục tím Timmy. Đúng là hàng chất lượng có khác. Ngay từ sớm đã cùng TNG lên ganh và hành sấp mặt Flo kẻ địch. Mà Flo cũng ngáo quá cơ, tưởng là cơn chất tướng là đòi làm bố người ta cơ, thế là phải oánh sấp mặt ngay. Nhưng một cạnh én không thể làm nên mùa xuân. Kết quả cho anh em biết rồi, có vẻ hành trình lên cao thủ gian nan phết ha. Anh em nào đồng cảnh ngộ với TNG không ạ? Từ chối dùng MVP thẻ sao luôn anh em, chơi xanh chín. Trận 6, sấp mặt ở đâu? Gấp đôi ở đó. Lại một trận đấu với Omen và lại tiếp tục tỏa sáng anh em ơi, kiến tạo cho đồng đội cực kỳ dễ dàng để hoàn thành trận đấu sớm. Với TNG, con bài Omen luôn uy tín nhá. Thực ra Rao Đanh, nhiều anh em sợ đi đơn bởi vì sợ gặp đồng đội không hiểu ý. Nhưng thật ra với TNG, để mà có một cái team 5 hay là team 3 đi chơi với nhau ấy, nó cần rất là nhiều điều kiện. Ông nào đi làm rồi ấy, thì tìm rất là khó. Thôi thì cứ đi đơn như trảm game nhá. Trận quyết định đây rồi. Trận 7, trận quyết định lên cao thủ anh em ơi. Lại tiếp tục quay Omen, bởi vì quay top 5 mà anh em đã đủ KPI đâu, nên cứ quyết định sử dụng tiếp vị tướng này. Đánh thì cũng áp lực đấy, có cố gắng đấy anh em, nhưng mà cái kết ấy vẫn là thất bại thôi. Đúng là lời nguyền trận cuối mà, không thèm dùng sao hô mệnh, tăng độ khó luôn. Trận 8, quá tam ba bận rồi anh em ơi. Tình hình là rất sao thằng cẳng luôn anh em, chắc phải đổi tướng thôi. Trận 9, đổi gió ngay lập tức, lấy lại tinh thần mới để oánh nói anh em ơi. Gặp ngay ông Zena rất là liều luôn, gặp Bison mà oánh như đúng rồi ấy, đừng có giỡn vậy chứ. Mặc dù rất là cố gắng nhưng mà đúng kiểu là đã nghèo còn nhọ, thế là toang toác luôn anh em ạ, thua xuyên hai trận. Trận 10, sổng Aiza là pick ngay, lấy lại sức mạnh và niềm tin nào anh em ơi. Pick Aiza, lựa chọn thêm quả bộc phá, ui nó cứ gọi là gánh team dễ dàng, càng ép càng sướng nha anh em, chấm dứt chuối thua ngay. Trận 11, pick Xenia làm tí clip top 5 cho anh em mà gặp đúng nào là John, Malok rồi Ari. Ôi trời, đúng là địa ngục anh em ạ. Thế là toàn toác luôn. Trận 12, cay quá anh em ạ. Lại phải bật chế độ hủy diệt và pick ngay vị tướng Pain. Mà anh em biết đấy, pick Pain ấy không hủy diệt, phí chất tướng anh em nhỏ. Mặc dù ô thước đại bì của chúng ta ấy đã không còn được cái búp khả năng gọi là ẩn thân tàng hình của mình rồi. Nhưng mà thôi không sao anh em, không có hiệu ứng của trang phục đó thì chúng ta vẫn có sức mạnh của Pain cơ mà. Vẫn tiếp tục là gánh các bạn nha, bay khắp trốn luôn. Trận 13, cầm ngay Elsu gánh team cho tăng độ uy tín, chứ nhiều anh em mất tin tưởng Elsu quá. Trận đấu này nha, phản ganh lật kèo luôn, giành lại thế trận, giành ngay một sao dễ dàng. Cầm Elsu mà anh em, nó phải thế chứ. Trận 14,
tiếp đà chiến thắng. TNG pick ngay con Vision làm lại nè. Cô anh em lại bảo Vision của TNG nó không uy tín, không cần phải chờ ai, có thể tự làm tự ăn được. Thoải mái đi anh em ơi, TNG rất là thích con tướng này. Mặc dù ở giải nó hơi flop một tí, hủy diệt luôn. Trở lại với tinh anh 5 sao và trận đấu quyết định lên cao thủ. Liệu có lên không nhỉ anh em? Tưởng là lên cao thủ dễ dàng, ai ngờ đồng đội lại không hiểu ý. Rõ ràng mình muốn pick Thon đi trợ thủ rồi, anh em lại tưởng cái gì, lại pick 3 xạ thủ. Mà pick 3 xạ thủ, tưởng hủy trận, ai dè anh em vẫn cố đánh ạ. Và chắc là các bạn biết cái kết quả nó ra sao rồi đúng không? Khi mà đối thủ ấy thì pick rất là cẩn thận, rất là tốt. Còn bên mình thì hơi ối sợ ôi một tí. Lại gặp ngay anh Van Hên ở Đồng Nai, quá là đáng sợ luôn anh em. Cứ dọa nạt anh em bên này thì làm sao mà phản ganh được ạ. Thôi, game giải trí mà, anh bất nắng đi. Trận 16, tiếp tục là trận đấu lên cao thủ nhá. Và trận đấu này, Chrissy chúng ta đi rừng. TNG không bao giờ phán xét đồng đội thích chơi gì, thoải mái đi bạn ơi. TNG luôn ủng hộ và tập trung chơi mà. Vậy nên, có một cái KDA rất là tuyệt vời anh em ạ. Ép tận nhà người ta rồi ấy chứ, tưởng là win sớm và win dễ dàng. Ai dè chỉ một pha sai lầm thôi, thế là cả team bay màu, bay luôn cả trận đấu anh em. May quá, MVP bại xuất sắc. Thành ra là không bị trừ sao, vẫn tiếp tục là trận đấu quyết định lên cao thủ bạn nhé. Trận 17, đúng là nghiệt ngá anh em ạ. Một cánh én nhỏ, khó thể tạo nên mùa xuân được. Thế là cái trận đấu tôi tưởng là cầm ra ta lên cao thủ cơ, nhưng mà không các bạn ơi. Toang. Chúng ta trở lại với tinh anh 4 sao nhá, không cần dùng sao hộ mệnh luôn. Trận 18, để trở lại đường đua, TNG quyết định lại cầm cái con bài số rách của mình, đó chính là Vision, bộc phá đi Tom các bạn nhá. Cầm con bài này các bạn cứ yên tâm, siêu uy tín luôn. Chỉ cần anh em làm chủ vị tướng này thôi, làm chủ tay lái thì chính xác hơn, đảm bảo anh em thể hủy diệt dễ dàng trận đấu. Trở lại với đường đua này anh em ơi, lại 5 sao, lại bước vào trận đấu quyết định lên cao thủ. Trận này là cao thủ rồi anh em ơi. Cái trận lên cao thủ TNG cay quá đi. Rõ ràng là cầm Alan và lên cao thủ hoành tráng thế cơ mà, nhưng không ngờ là quay xong không hiểu sao không lưu được, thế là toang. Không sao, TNG muốn gửi gắm tới cho anh em đó chính là gì ở trong thông điệp clip này. Đấy là hãy cố gắng lên anh em, dù là phải lên lên xuống xuống phòng 3 như TNG, nhưng chỉ cần các bạn cố gắng, Rarangdon không khó nhá. TNG đã lên tất cả là 4 nick lên cao thủ hết rồi. Anh em có muốn TNG gửi tới cho anh em 4 nick đó hành trình ra sao không ạ? Nếu anh em muốn TNG gửi tới cho anh em hành trình của 4 nick khác lên cao thủ ra sao, và hiện tại là đang hành trình lên chiến tướng rồi anh em ạ, thì hãy comment video để TNG gửi gắm tới cho anh em nhá. Thông điệp đơn giản thôi anh em, đó chính là đi đơn chỉ cần có ai đầu lạnh thôi anh em, đảm bảo đeo đánh không khó.